Xin chào quý bạn, ở trên tay mình đây là một cái sản phẩm của hãng EZVIT và đây là cái chiếc camera EZVIT C6N1080 và đây là một cái sản phẩm bán chạy và có tính ổn định cao với giá bình dân, nó khoảng mấy trăm nghìn. Các bạn đã có một chiếc camera an ninh chống trộm và đây trên tay mình đây là một cái sản phẩm là C6N1080. Chiếc camera này thì có nhiều tính năng thông minh, và ví dụ như là tính năng là quay quét trái phải, điều khiển trái phải lên xuống của chiếc camera ở ngay trên điện thoại, hay là tính năng là theo dõi thông minh khi có chuyển động nó sẽ báo đuổi theo, hay là đàn thoại hai chiều cắm điện kết nối wifi, lắp đặt cài đặt đơn giản. Với giá chiếc camera đang được khuyến mại giá chỉ 398.000, và ngoài ra bên mình có một chương trình ưu đãi thêm cho các bạn là khi các bạn mua thẻ nhớ cùng wifi cam C6N này thì các bạn sẽ được giảm 10% tiền thẻ nhớ. Và quý bạn cần tư vấn cần lắp đặt chiếc camera EZVIT C6N hay là các mã camera an ninh khác thì các bạn comment nhắn tin Zalo ngay số điện thoại ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý bạn, và quý bạn theo dõi video thấy hay và bổ ích thì các bạn hãy giúp đỡ mình chia sẻ giúp mình cái video này, và các bạn bấm like chia sẻ giúp mình. Xin chân thành cảm ơn quý bạn, hẹn quý bạn ở video tiếp theo.